nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Phép lạ cho Diệp cứu con từ chết sống lại. Lời đầu tiên, cho phép con gửi đến quý ông bà, anh chị em lời chào bình an của Chúa. Con xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em câu chuyện trên chính cuộc đời con. Con là Giuse Nguyễn Thế Toản. Hiện, con đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngành tâm lý học. Với 22 năm sống trong lòng giáo hội, cuộc đời con tưởng chừng như êm đềm giữa cái tuổi đang nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì cuộc đời con dừng lại với con số 22 với căn bệnh u não. Cách đây gần một tháng, vào một đêm con rất khó thở khi ngủ. Sáng hôm sau, con cảm thấy trong người rất mệt, đầu con rất đau và con đã bị xỉu lúc nào không hay. Con quyết định đi khám lại căn bệnh của mình vì con bị bệnh này cách đây hơn 4 tháng. Và con đã từng đi ra Hà Nội chữa bằng tia X với số tiền lên đến gần 80 triệu đồng. Tưởng rằng đã khỏi rồi, cho đến ngày 3 tháng 3 năm 2016, khi con cảm thấy sức khỏe mình yếu đi rất nhiều và con đi khám tại 915 Trịnh Văn Cấn, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, còn được biết ngày sống của mình được tính bằng ngày. Và giờ, với con số 20 ngày để sống, con thực sự rất tuyệt vọng vì tuổi trẻ con vẫn chưa cống hiến và làm được nhiều. Thế nhưng, với một niềm tin vào sự sống đời sau, con tin rằng tất cả mọi sự theo thánh ý Chúa. Một lần đăng online trên Facebook, con được biết sắp đến ngày giỗ của cha Trương Bửu Diệp, đó là ngày 11 và 12 tháng 3. Lúc đó, con hứa với cha là con sẽ ra tham dự lễ giỗ của cha. Đến ngày 10, sức khỏe con thực sự đã xuống dần. Con nghĩ rằng mình sẽ không đi đến với cha Diệp được rồi, nhưng như thể có một ai đó nói với con trong giấc ngủ rằng hãy đến với ta. Con quyết định dù có phải lết đi, con cũng phải ra chỗ cha cho bằng được. Thế rồi, con nhờ người em trong nhà là Giuse Nguyễn Phi Long đi với con. Chúng con đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bạc Liêu. Thực sự, khi ra tới nơi, con cảm thấy rất mệt. Sáng ngày 12 tháng 3 lúc 8 giờ có thánh lễ giỗ cha, mặc dù đông người đi, sức khỏe con thì không tốt. Nhưng con tin rằng cha sẽ ban ơn cho con và con cũng đến được sân nhà thờ tham dự lễ. Trong lúc tham dự thánh lễ, lúc cha truyền phép bánh và rượu, người con lúc này cứ muốn nằm xuống vì mệt, vì đau đầu giữa cái nắng. Điều lạ là khi nắng quá, con cúi xuống lấp qua dù của cô bên cạnh. Khi ngẩng đầu lên, con nhìn thấy hình ảnh cha Diệp mặc áo trùng thâm tay ôm kinh thánh nhìn con. Sau khi thánh lễ xong, anh em chúng con đến mộ cha. Con chỉ hôn lên mộ cha và xoa tay lên mộ cha rồi vuốt lên đầu với một niềm tin cha sẽ chữa lành cho con. Khi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh, con thấy trong người mình khỏe lên rất nhiều. Sau đó một tuần, con đang tính trở về nhà nghỉ ngơi. Thực sự, sau khi đi viếng cha về, con luôn nghĩ rằng cha đã chữa lành cho con. Tối 16 tháng 3 năm 2016, như có ai nói với con, thôi thúc con đi khám lại. Con quyết định đi khám lại và con đã nhờ người bạn của con là Đỗ Ngọc Quế chở đi khám. Khi nghe bác sĩ gọi tên nhận kết quả, lúc đó một nửa tin nửa sợ. Khi nghe bác sĩ nói, bây giờ thế này nhá, bị bệnh này. Nghe tới đây, con nghĩ biết kết quả là gì rồi. Nhưng thật bất ngờ, bác sĩ nói con chỉ bị viêm xoang sàng thôi. Khi con cầm kết quả, thực sự con rất vui, con chạy lại hỏi bác sĩ một lần nữa. Bác sĩ ơi, não con không bị sao chứ ạ? Bác sĩ trả lời ngay không sao, không có hình ảnh gì đáng lo cả. Con tạ Chúa và cảm tạ ơn lành cha ban. Con chia sẻ điều này, mong rằng mọi người có niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và nơi cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Đây là câu chuyện về chính bản thân con và đây là bản kết quả con đi tái khám lại. Phúc cho ai chia sẻ và loan truyền ơn Chúa ban. Thưa cha, con là An Tôn Trần Đình Phương, thuộc giáo họ Mỹ Hậu, xứ Cầu Rầm, giáo Phận Vinh. Con xin làm chứng cho phép lạ nhờ sự cầu bầu của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp trước nhan Thánh Chúa cho gia đình con. Thưa cha, mẹ con tên là Maria Nguyễn Thị Phúc, bị bệnh huyết áp từ 10 năm nay. Rồi mẹ con còn mắc nhiều thứ bệnh nan y khác như tiểu đường, gan, tim mạch, thận và u xơ tử cung. Sau nhiều năm chạy chữa tại các bệnh viện, xem chừng bệnh tình nặng hơn. Và đặc biệt đó là khối u nơi tử cung mẹ con quá lớn và xuất huyết rất nhiều, tình trạng quá nguy kịch.
bác sĩ khuyên nên mổ. Nhưng họ nói rằng ca mổ không thực sự an toàn và có thể nguy kịch tới tính mạng. Vì mẹ con còn có những bệnh liên quan đến hệ thần kinh và máu, đặc biệt là chứng bệnh tiểu đường, khi mổ xong sẽ khó lòng cầm máu. Gia đình con đã cầu nguyện với Thiên Chúa qua sự cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp ngày 15 tháng 12 năm 2016 trong niềm phó thác vào Thiên Chúa và niềm cậy trông vào sự cầu bầu của cha Francisco. Gia đình con đưa mẹ đến bệnh viện để thực hiện ca mổ. Mẹ con đã luôn cầm chuỗi chẳng hạt và lời kinh cầu nguyện với cha Francisco, và khi bác sĩ thực hiện các xét nghiệm tiền ca mổ thì đã kết luận rằng khối u nơi tử cung đã tiêu biến và không cần phải mổ. Gia đình con rất đỗi vui mừng và nhận ra đó là một phép lạ Chúa đã làm nhờ công bầu cử của cha Francisco. Vậy hôm nay con viết những lời này để tỏ lòng cảm ơn Thiên Chúa. Ngài đã nhậm lời cầu bầu của cha Francisco để cứu giúp gia đình con qua cơn hoạn nạn. Cha ơi, con hy vọng một ngày gần nhất con được một lần ghé thăm cha để bày tỏ lòng biết ơn mà cha đã thương tình cứu giúp gia đình con. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.